Tết xuân vầy, chúc các bạn một năm mới Giáp Thìn 2024 vui vẻ nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn với quán cà phê Nghị Đức đây các bạn. Đây, nói gì nói chứ còn là còn Tết là hết Tết còn xuân ha. Biểu tượng bánh tét rồi quá trời luôn, bánh chân bánh dày. Đây đâu, đây mình review cho bạn thấy này. Dưới ban đêm là ánh đèn linh nha các bạn. Chỗ này địa điểm là Giáp Văn Tố và Nghị Đức. Ở quê mình thì nó ngã ba cây xoài đấy các bạn. Đến quán này chúng ta tha hồ thưởng thức cái không gian tĩnh lặng, đặc biệt là cái máy điều hòa thiên nhiên giúp cho chúng ta rất là thư thả. Ban ngày thì mình nhìn vào rất bình thường, nhưng mà ban đêm rất là lung linh các bạn. Một lần nữa năm mới chúc các bạn vạn sự như ý nhé. Yeah. Trên này có nhiều vị trí lắm các bạn, nó vậy rất là rộng. Ta nhìn xa xa là cái cung đường 717 đây các bạn này. Đây là cây xăng Đức Mạnh, nó giáp Nghị Đức và Văn Tố nhé. Trên các bạn nha. Lên đây chúng ta cảm giác thêm một độ cao khoảng tầm cỡ hơn 3 mét nữa. Nóng gió nha các bạn. Bạn nào mà có người yêu dắt lên đây là nhất luôn. Còn tôi vô tình hôm nay dẫn gấu đi. Không gấu. Rồi, ngay cầu cây xoài giáp Nghị Đức Văn Tố nha các bạn. Không gian rất là thoáng đãng. Tối đem lại một cái hương vị rất ấm áp các bạn. Chúc các bạn sang năm mới bình an, hạnh phúc và vạn điều vui. Xin kính chào và tạm biệt.